tình địch Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân lần đầu đụng độ trên show truyền hình. Nhìn ngoại hình thôi cũng biết hôn nhân của ai hạnh phúc hơn rồi. Chắc mọi người đều biết, trước khi rơi vào lưới tình với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa từng hẹn hò với Trần Kiều Ân rồi nhỉ. Dù từng tái hợp trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng Hoắc Kiến Hoa lại luôn giữ khoảng cách với Trần Kiều Ân, còn từng tránh mặt cô nữa cơ. Điều này đã khiến người ta đồn đoán, Lâm Tâm Như hay ghen tuông nên Hoắc Kiến Hoa mới thủ thân như ngọc để tránh người thương hiểu nhầm. Bởi thế mà khi Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân cùng tham gia show mới, dân tình lại càng soi nhiều hơn, từ thái độ đến nhan sắc để coi ai hạnh phúc hơn. Trái ngược với lời đồn đoán của dân tình là Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân không ưa nhau. Thực tế, quan hệ của họ trên show lại khá tốt, không cố ý làm thân cũng chẳng hề né tránh đâu. Lúc cần tương tác thì Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân đều rất tự nhiên và vui vẻ, hệt như những đồng nghiệp bình thường mà thôi. Thật ra điều này cũng dễ hiểu, bởi cả hai giờ đều đã có hạnh phúc riêng. Chuyện hẹn hò của Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân đã là 20 năm trước, không có lý gì hai người đẹp này lại khúc mắc vì chuyện xa lơ xa lác được. So với soi thái độ, dân tình lại thích để ý đến dung mạo của hai người đẹp này hơn đó. Cũng nhờ thế mà người ta phát hiện, cách sống của Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân rất đối lập, đến mục tiêu hay ước mơ của họ với cuộc sống hiện tại cũng khác nhau hoàn toàn đó. Có lẽ vì thế mà dung mạo tuổi U50 của họ cũng có sự chênh lệch rất lớn. Lâm Tâm Như thì chắc mọi người cũng biết, rất sợ già. Vì thế mà khi tham gia show, cô chẳng ngần ngại mà diện đầu hồng, tóc cột nơ như để chứng minh là mình vẫn còn trẻ. Bản thân cô cũng rất nhạy cảm với con số 50, bởi dù sao năm nay cô cũng đã bước sang ngưỡng 48 rồi mà. Dẫu vậy, chừng ấy vẫn chẳng thể giúp Lâm Tâm Như phủ nhận được sự thật là cô đã có tuổi rồi. Trần Kiều Ân dù mang danh là nữ thần không tuổi, nhưng thực tế cũng đã xuất hiện không ít vết tích thời gian. Tuy nhiên, cô khác với Lâm Tâm Như ở chỗ là không có quá nhiều chấp niệm với dung mạo. Có lẽ nhờ thế mà dù đã 44 tuổi thì Trần Kiều Ân vẫn rất vui vẻ và yêu đời, tính cách lạc quan sáng sủa hệt như những vai diễn thần tượng của mình. Dẫu vậy, Trần Kiều Ân vẫn có một nỗi lo lớn, chính là tăng cân mất kiểm soát. Thế nên, khi đến màn bắn pháo hoa, Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân đã khiến người ta phải cười bò vì những điều ước chẳng giống ai. Người đẹp Hoàn Châu cách cách thì, tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ già. Còn mỹ nhân Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ lại, tôi hy vọng mình ăn nhiều thế nào cũng không mập. Từ lời ước trẻ con của Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân, mọi người có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của hai người đẹp này. Bởi trong khi những người khác đều đặt gánh nặng hạnh phúc gia đình, thì cả hai người họ lại để tâm đến ngoại hình hơn. Điều này chứng minh, hôn nhân của họ đã quá viên mãn rồi, đến mức cả Lâm Tâm Như lẫn Trần Kiều Ân đều chẳng cần phải bận tâm nữa. Lâm Tâm Như hiện giờ viên mãn về hôn nhân lẫn sự nghiệp, con gái cá heo nhỏ thừa hưởng nhan sắc của bố mẹ, còn ông xã Hoắc Kiến Hoa thì cưng chiều mình hết cỡ. Sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa đã đảm nhận công việc nội trợ, đưa đón con gái để Lâm Tâm Như an tâm phát triển sự nghiệp. Còn Trần Kiều Ân cũng tìm thấy bến đỗ yên bình bên Alan, chàng thiếu gia người Malaysia cũng cưng chiều cô chẳng kém. Việc cả hai không có kế hoạch sinh con, chọn cuộc sống hôn nhân tự do tự tại đã khiến nhiều người phải ghen tị đó.